Xin chào tất cả các bạn ạ. Sau đây thì chúng tôi xin bắt đầu một talk show cuối cùng của ngày hôm nay và hy vọng cái talk show này có thể kết thúc một cách tốt đẹp và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Cái talk show này thì tương đối là đặc biệt và tương đối là mình nghĩ là tương đối khó. Đấy là vấn đề tăng áp động mạch phổi ở phụ nữ có thai. Thì trong đây mình thấy là 50% là nữ giới mà nghĩ là 50% các bạn cũng có thể là chưa sinh nở. Và 50% là nam giới và ai cũng quan tâm vấn đề này. Thì để bắt đầu cái talk show này thì mình xin giới thiệu thạc sĩ Phạm Thu Thủy đang là bác sĩ điều trị ở đơn vị Q2 tim mạch, là một đơn vị có rất nhiều những cái bệnh nhân tăng áp động mạch phổi và có thai. Thì mình rất là hy vọng với một cái cây lâm sàng để cho các bạn có thể có một cái tưởng tượng về một cái tình trạng, một cái bệnh nhân tăng áp động phổi ở phụ nữ có thai, chẩn đoán như thế nào, điều trị như thế nào và kết cục như thế nào. Xin mời bác sĩ Thủy bắt đầu ạ. Vâng ạ, chào tất cả các chị ạ. Hy vọng là cuối ngày mọi người không quá mệt và em sẽ cố gắng nói thật nhanh ở cách mà ít buồn ngủ nhất. Thực ra thì khi đến với viện tim mạch thì đặc điểm của người Việt Nam là bệnh tim bẩm sinh người ta để đến rất là muộn. Thế tại sao mà khi đến với các bác sĩ tim mạch nói chung, mọi người rất sợ xử trí bệnh nhân tăng áp phổi? Bởi vì sao? Bởi thông thường các cái bệnh lý tim trái và bệnh lý động mạch vành, khó thở, đi vào viện bệnh nhân phù, rồi gan to, tĩnh mạch cổ nổi, rồi phổi có ran ẩm. Đấy là một cái bệnh cảnh lâm sàng cực kỳ điển hình mà các anh chị sẽ không cảm thấy lúng túng khi mà mình phải xử trí cái bệnh nhân như thế. Thế còn vậy, bệnh nhân có tăng áp phổi khi đi vào bệnh nhân tím, người bệnh nhân khô, bệnh nhân khó thở và phổi gần như nghe không thấy có tí gì rào phế nang gì mấy. Thế thì lúc đấy mình đâu có cho lợi tiểu. Thế cái thái độ xử trí đấy của mình là gì? Và đặc điểm ở Việt Nam là người ta biết bị bệnh tim bẩm sinh đấy nhưng mà người ta chẳng chữa. Người ta vẫn cứ chữa đẻ, thậm chí có những cô là cố gắng, bố mẹ là giấu hết tiền sử bệnh để cố gắng là lừa đồng anh nào đấy đẻ đứa con. Thế thì đây là một cái bệnh nhân mà điển hình như thế thì mời các anh chị cùng xem. Thế đây là bệnh nhân nữ vào viện em lần đầu cách đây khoảng 1 tháng. Bệnh nhân này 21 tuổi và phát hiện có một cái bệnh tim bẩm sinh từ bé nhưng mà bố mẹ không điều trị gì. Thế sau đấy thì cô ấy có thai, xong mãi đến 2 năm cô mới có thai tự nhiên. Thế là gia đình rất là mong con. Thế sau đấy thì đến khi mà đến cái tuần thứ 23 thì cô bắt đầu có triệu chứng mệt và khó thở. Thì lúc này gia đình mới bắt đầu cho cô ấy đi nhập viện. Thế thì lúc này gia đình nhà cha mới té ngửa ra là hóa ra mình bị lừa. Thế tại sao mà con nhà ông bà có tim bẩm sinh như thế mà không báo? Và đến cuối cùng là câu chuyện là giữa hai bên nội ngoại là tranh cãi nhau, là lỗi của ai, còn việc của bác sĩ là gì, chữa thì vẫn phải chữa. Thế thì đây là cái bệnh cảnh mà khi bệnh nhân đi vào thì vẫn còn một cái tiếng thổi liên tục ở cái vùng dưới xương đòn ở bên trái. Thì khi siêu âm lên thì bệnh nhân có một cái ống động mạch rất là lớn, đường kính những 12 mm, là tương đương với một cái động mạch dưới đòn bình thường ấy, đủ biết là cái tĩnh mạch, cái ống động mạch nó lớn như nào. Nhưng mà vẫn may là bệnh nhân vẫn còn được săn trái phải và trên lâm sàng mình vẫn nghe thấy tiếng thổi. Nhưng mà là tại sao khi một cô bé mà chỉ có 21 tuổi, 45 cân mà một cái DD70 thì anh chị đủ biết là nó cái thất trái nó giãn đến mức độ nào, cái cung lượng cái thất trái là nó bị hyper cung lượng rất là lớn. Thế thì áp lực động mạch phổi lúc này của bệnh nhân là 60 mm thủy ngân, có tình trạng sang tăng áp lực động mạch phổi rồi. Nhưng mà rất may là chức năng của hai thất là vẫn còn bảo tồn. Thế thì trước một cái bệnh nhân đi vào viện như này thì bao giờ mình sẽ đặt câu hỏi là đầu tiên là tiên lượng như nào, để mình giải thích cho gia đình đã, là bệnh nhân đi vào viện với cái tình trạng như thế thì con em tiên lượng như nào. Cái thứ hai là mình có điều trị nội khoa được cho bệnh nhân không, khi một phụ nữ 21 tuổi đang có thai ở tuần thứ 23. Và cuối cùng là gì, thế ngoài cái điều trị nội khoa thì mình có thể điều trị triệt đổi được không, mình có thể đóng được ống động mạch không, và cái thời gian mình đóng thì sẽ vào thời điểm nào. Thế đây là cái hình ảnh các anh chị có nhìn thấy, đây cái ống động mạch nó rất lớn đây. Thế thì đây là vị trí của động mạch trụt xuống, đây là thân động mạch phổi, đây là cái dòng flow, đây là săn liên tục từ bên trái sang phải, một cái ống động mạch rất lớn. Và các anh chị nhìn thấy là DD của bệnh nhân là 70 mm thủy ngân, 70 mm. Thế thì đây là cái, như các anh chị đã biết, cái phần mà em sẽ nói chủ yếu bệnh tim bẩm sinh là tăng áp động mạch phổi. Thế trong tăng áp phổi nó có chia rất là nhiều nhóm, thì chủ yếu là 5 nhóm chính. Theo của Tổ chức Y tế Giới nó có 5 nhóm chính này. Thì cái nhóm tăng áp động mạch phổi của chúng ta thì tăng vào cái nhóm thứ nhất. Thế tại sao mà khi bình thường tăng áp phổi nó đã gây ra các triệu chứng của bệnh nhân rồi thì ở những cái nhóm bệnh nhân có thai thì cái triệu chứng nó sẽ càng trầm trọng hơn. Đấy là tại sao mà cô ấy dung nạp suốt 21 năm đến lúc có thai tuần thứ 23, khi bắt đầu cái nhu cầu oxy của thai nó đáng kể thì lúc đấy các cái triệu chứng của cô ấy bắt đầu xuất hiện. Các anh nhìn thấy đây là tất cả các cái yếu tố thay đổi về các nồng độ hormone, thay đổi nhu cầu về cung lượng tim, rồi thay đổi về nồng độ oxy, thì tất cả các cái yếu tố đó nó sẽ làm có tăng cái nguy cơ của bệnh nhân là gì. Bệnh nhân có nguy cơ tăng nguy cơ nhồi máu phổi, có thất phải, giãn suy thất phải, bệnh nhân có các cái vấn đề
Ngoài ra lại kết hợp với các cái thiếu máu sinh lý ở phụ nữ có thai, tất tần tật các cái yếu tố nguy cơ đó cộng dồn vào thì bệnh nhân sẽ có hiện tượng là giảm oxy máu, tím bệnh nhân có nguy cơ tụt huyết áp, bệnh nhân có nguy cơ là giảm cung lượng tim do giảm áp lực đổ đầy, bởi vì máu nó có lên được phổi đâu, nó không về được thất trái thì lấy đâu ra có huyết áp. Cái này nó khác hẳn so với việc cái suy tim trái ở người lớn là gì? Là thất trái nó không đẩy đi được, nó ứ lại ở nhĩ trái, nó ứ lại ở phổi thì bệnh nhân lúc nào cũng có gian. Còn bệnh nhân tim nếu bẩm sinh thì mình nghe phổi gần như không bao giờ thấy gì. Thế thì đây là một cái nghiên cứu mới tinh được xuất bản ở trên tờ JAMA của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Cái nghiên cứu này, thông thường anh chị biết là tim bẩm sinh nó không như mạch vành, họ làm nghiên cứu một lúc họ có thể làm nghiên cứu được mười mấy nghìn bệnh nhân trên một cái số nhóm chứng rồi thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng. Nhưng mà bệnh nhân tim bẩm sinh là gì? Không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Thời gian người ta đến mình độ tuổi khác nhau, cái triệu chứng người ta khác nhau, các bệnh tim bẩm sinh phối hợp, các cái dị tật phối hợp khác nhau. Thế nên là để được một cái nghiên cứu mà một cái số lượng bệnh nhân tim bẩm sinh lớn, hơn 1.500 bệnh nhân này là một nỗ lực cực kỳ lớn của các nhà nghiên cứu. Thế thì cái nhóm sau khi người ta làm phân tích, sau một thời gian từ năm 2003 đến năm 2012, người ta nghiên cứu nguy cơ bệnh lý tim mạch xuất hiện trong quá trình mang thai ở bệnh nhân tăng áp phổi ở khoảng 1.500 bệnh nhân, thì người ta thấy kết quả như này ạ. Thế các anh chị có thể nhìn thấy ạ. Đây là MACE, là các yếu tố nguy cơ tim mạch chính xảy ra trong quá trình mang thai. Thì ở người bình thường, ở bà mẹ mang thai bình thường thì cái tỷ lệ này xảy ra chỉ có là 0,4%. Có nghĩa là gì? 100 bà mẹ mang thai thì chưa đến một bà mẹ là có nguy cơ mắc các cái biến cố tim mạch chính. Nhưng mà ở nhóm bệnh nhân có tăng áp phổi thì sao? Là gần 25%. Có nghĩa là 100 người thì đã có đến 25 bà mẹ mà mang thai mà có tăng áp phổi thì sẽ có các biến chứng. Thế thì đây là cái khi chúng ta biết là bệnh nhân có nguy cơ như thế rồi, nhưng mà cùng bệnh nhân đi vào tăng áp phổi thì mình sẽ phải phân tầng xem là có tăng áp phổi đấy, nhưng mà cái mức độ tăng áp phổi nó nặng hay không. Thì đây là cái thang phân loại, phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân mang thai có tăng áp phổi ở bệnh nhân mang thai của Hiệp hội Tim mạch Châu vừa mới xuất bản năm ngoái, năm 2018. Sau khi mình chờ đợi rất lâu thì cuối cùng cũng có một cái gọi là guideline dành cho tim bẩm sinh, dành cho phụ nữ mang thai. Thế thì WHO thì sẽ phân loại ra làm 5 nhóm chính: nhóm nguy cơ nhẹ hoặc gần như bằng không, nhóm nguy cơ vừa đến nặng, nhóm nguy cơ nặng và nhóm nguy cơ rất nặng. Thì các anh chị có thể nhìn thấy là thì cái nhóm bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân bị tăng áp phổi, đây ạ, pulmonary arterial hypertension, thì nó thuộc nhóm là gì? Very high risk. Thì cái nguy cơ maternal cardiac event rate, có nghĩa là cái nguy cơ mà xảy ra các biến cố tim mạch ở mẹ trong quá trình mang thai, là từ 40 đến 100%. Thế là bệnh nhân đến với mình nhìn bệnh nhân như thế, mình tưởng chừng nó là một cái bệnh đơn giản thì thôi, nhưng mà thực ra cái nguy cơ tiềm tàng sau đấy là cực kỳ lớn. Thế thì khi mà một bệnh nhân phụ nữ tăng áp phổi mà có quá trình mang thai đến và mình lượng giá nguy cơ rồi, thế bây giờ xong thì mình thái độ mình xử trí như nào? Thì đây là câu đầu tiên, gần như đây là nó là cái mốt của tất tật các cái tim mạch hiện nay, đó là gì? Bao giờ chúng ta cần phải bệnh nhân phải được chăm sóc bởi gì? Một cái đội ngũ đa chuyên khoa. Thì đội ngũ đa chuyên khoa ở đây là gì? Là bác sĩ tim mạch, là bác sĩ sản khoa, là bác sĩ, thậm chí đôi lúc mà bệnh nhân chuẩn bị thai nghén thì chuẩn bị chuyển dạ thì có cả bác sĩ gây mê, bác sĩ nhi khoa, và nếu mà bệnh nhân có các cái vấn đề liên quan khác thì cần phải một nhóm các bác sĩ khác. Thì bệnh nhân thì gì nhỉ? Sút bi thì cần được phải lượng giá và được phải thăm khám một cách cực kỳ định kỳ, đặc biệt là những bệnh nhân mà ở 3 tháng cuối của thai kỳ thì cái thời gian thăm khám này là hàng tuần. Đấy. Thế khi bệnh nhân mà đã có tăng áp phổi trong quá trình mang thai thì gần như bệnh nhân phải nghỉ ngơi tại giường ở những nhóm bệnh nhân có triệu chứng, và mình phải điều trị các cái yếu tố nguy cơ khác mà làm nặng lên cái tình trạng của bệnh nhân. Và đương nhiên là nhóm bệnh nhân tăng áp phổi như này thì chống chỉ định hoàn toàn tuyệt đối là di chuyển bằng đường máy bay. Thế thì về thuốc thì lúc nãy bác sĩ Long cũng có nói về một số thuốc mà dùng được trong phụ nữ trong thời kỳ có thai. Thế thì đây là một số cái thuốc mà mình dùng trong thời kỳ có thai mà mình nghĩ là sẽ là tương đối an toàn. Tất tần bệnh nhân nào mà có triệu chứng bắt đầu của suy tim phải rồi, có triệu chứng thừa dịch phù thì mình có thể dùng ít lợi tiểu. Nhưng bệnh nhân mà không có triệu chứng của suy tim trái hoặc là cái chức năng thất trái mà vẫn còn bù, vẫn còn tốt, chức năng thất phải không đến nỗi, thì mà mình vẫn có thể, trước đấy bệnh nhân đã được điều trị tăng áp phổi bằng chạy kênh canxi thì mình vẫn còn tiếp tục. Sildenafil này chính là Viagra, là cái thuốc mà người ta chứng minh hiện tại là an toàn phụ nữ có thai, và một vài nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là nó còn, thậm chí nó còn giảm cái tỷ lệ mà mắc tiền sản giật ở bệnh nhân phụ nữ tăng áp phổi có thai nữa. Thế nên là anh chị có thể hoàn toàn yên tâm. Đấy, và một số trường hợp như bệnh nhân tăng áp phổi mà có tím thì cái nguy cơ huyết khối nhồi máu phổi cao của bình thường thì mình có hoàn toàn có thể điều trị chống đông.
và bổ sung sắt để giảm các cái gánh nặng cho quả tim của bệnh nhân mà có thiếu máu. Và đặc biệt là cái gì, cái thuốc mà mình vẫn hay nói hiện nay là điều trị tăng áp phổi mà đắt tiền mà hiệu quả nhất là bosentan, thì cái này nó được chứng minh là một cái yếu tố mà gây quái thai, nó chống chỉ định hoàn toàn. Thế là trong khi mà bệnh nhân có thai mà tăng áp phổi thì gần như cái thuốc an toàn nhất mình vẫn được dùng thì chỉ có mỗi sildenafil thôi. Thế thì sau khi mình lượng giá bệnh nhân như thế, mình cho bệnh nhân khởi trị bằng sildenafil, thế thì mình đặt tiếp có cái câu hỏi là bây giờ bệnh nhân đang ở thai kỳ thứ 2 là tuần thứ 23, liệu mình có nên là đóng cái lỗ thông liên thất, cái ống động mạch lớn đi cho bệnh nhân hay không? Thì đây là cái khuyến cáo của người ta dành cho các cái can thiệp tim mạch và phẫu thuật. Thì cái thời điểm tốt nhất mà dành cho can thiệp tim ở phụ nữ mà có các dị tật tim bẩm sinh là bắt đầu từ sau cái tháng thứ tư của thai kỳ, hay là trong cái tháng cái second trimester, là cái tam nguyệt cá thứ hai, là cái giai đoạn an toàn cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là cái kỹ thuật này phải diễn ra ở một cái trung tâm mà cực kỳ chuyên sâu và các cái thầy thuốc phải cực kỳ có kinh nghiệm. Bởi vì sao? Mặc dù thế mình sẽ phải cố gắng làm nào để hạn chế thời gian bệnh nhân mà phơi nhiễm với cả cái chất phóng xạ nhiều nhất, cái tia X nhiều nhất, thì cần phải được thực hiện bởi một cái đội ngũ rất là chuyên khoa. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân mắc các cái bệnh lý mà ví dụ chẳng hạn như hẹp hở hay lá nặng chẳng hạn, mà bệnh nhân vào có phù phổi cấp mà anh chị kháng trị với thuốc điều trị lợi tiểu, thì những cái lúc như thế thì mình vẫn hoàn toàn là mình có thể đề cập đến việc có phẫu thuật cho bệnh nhân. Thì cái thời điểm phẫu thuật thì tốt nhất là từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 28. Và cho dù mình có mổ thời điểm tối đa đi chăng nữa thì các anh chị vẫn phải giải thích với mẹ bệnh nhân rằng là cái nguy cơ bé mất tim thai trong các cái quá trình phẫu thuật tim mạch như thế là 20%. Đây là một nguy cơ cực kỳ lớn chứ không phải không ạ. Rồi ạ, thế đây là cái thời điểm mình một lần nữa. Thế thì đây là em lược qua một chút xíu về cái thời điểm mà khi mà bệnh nhân đã được quản lý như thế rồi. Thế bệnh nhân mà có cái thời điểm mà mình có phụ thuộc thời điểm nào mình mang em bé ra, thế thì quả tim mẹ bắt đầu khó thở như thế rồi, mình có cho em bé ra sớm hay không và thời điểm nào mình mang em bé ra là phù hợp, thì đâu câu đầu tiên là nó phụ thuộc vào tình trạng tim mạch của mẹ. Nếu mà tình trạng minh mạch của mẹ không dung nạp với các điều trị nội khoa thì bất cứ tuần lúc nào mà nguy hiểm đến tính mạng thì bao giờ chúng ta ưu tiên mẹ nhất. Ngoài ra còn tình trạng của thai, vì nếu như có dấu hiệu suy thai, thai có bắt đầu dấu hiệu chậm phát triển trong cổ tử cung, rồi đánh giá cái sự phát triển của cổ tử cung, rồi tình trạng của trưởng thành phổi, thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái thời điểm thích hợp sau khi ta hội bàn với các bác sĩ sản khoa để đưa ra cái thời điểm mà mang em bé ra là phù hợp nhất. Và đặc biệt là trong mang thai thì khi mà các anh chị được hội chẩn ấy, bảo là bác sĩ sản bảo ôi bao em lên đây bây giờ chị chuẩn bị mổ em bé mà mẹ tăng áp phổi, thế thì lúc đấy bác sĩ sản chúng mình lên trông đẻ thì chúng mình theo dõi cái gì? Thế thì bao giờ ở bệnh nhân có thai mà tăng áp phổi thì người ta cũng ưu tiên cái phương pháp và gây tê tủy sống. Và đặc biệt là khi mà bệnh nhân tăng áp phổi thì huyết áp bình thường người ta vốn đã thấp rồi, bởi vì cái cung lượng tim nó giảm thì rất sợ lúc khởi mê. Cái thời điểm khởi mê là cái thời điểm nguy hiểm nhất đối với bà mẹ, thì lúc đấy rất dễ khi các chất gây mê vào nó đều gây giãn mạch, thì lúc đấy nó sẽ làm càng tụt áp và giảm cái cung lượng tim trầm trọng hơn nữa, đặc biệt là những cái nhóm bệnh nhân mà đã có suy chức năng thất trước đấy. Và cuối cùng sau khi mà mang được em bé ra, cả bác sĩ cả bố mẹ đều thở vào là em bé sống, nhưng mà mẹ thì nguy cơ vẫn còn đấy. Bởi vì tại sao? Cái giai đoạn mà chu sản, chu sinh, cái giai đoạn đấy là cực kỳ quan trọng, là giai đoạn từ 24 đến 48 giờ, thì tất tần tật các cái nguy cơ mà xuất hiện suy tim mới, các rối loạn nhịp, các cái biến cố ở mẹ thì vẫn còn. Thế nên là cái giai đoạn này sản phụ phải buộc phải được phải theo dõi một cách sát sao. Thế thì một lần nữa sau khi mình đã lược lại một cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình chiếu lại bệnh nhân của mình. Bệnh nhân của mình là có tăng áp phổi được lượng lớn, do tăng áp phổi do có một cái ống động mạch lớn, thế thì cái nhóm này mình phân loại là nguy cơ rất cao, WHO theo class 4. Thứ hai là khi mà có xuất hiện của bệnh nhân có tăng áp phổi rồi thì chúng ta có thể khởi trị được sildenafil ở bệnh nhân này, phụ nữ có thai là hoàn toàn an toàn. Thứ hai ba nữa là gì, bệnh nhân này đang có thai ở tuần thứ 23, đấy là tam cá nguyệt thứ hai, là thời điểm vàng mà mình có thể cân nhắc được cho bệnh nhân đóng cái ống động mạch. Thế thì trước khi mình cân nhắc là việc có đóng được hay không, bằng việc là kỹ thuật có thực hiện được hay không, thì mình phải cân nhắc là sau khi đóng bệnh nhân có cái dùng cái thuốc gì mà chống chỉ định với việc mang thai hay không. Thì ở bệnh nhân may mắn là bệnh nhân này khi mà mình đóng ống thì bệnh nhân sẽ chỉ cần phải thêm điều trị aspirin trong thời gian sau đó, và việc điều trị aspirin là cũng không liều nhỏ của trong đóng ống động mạch thì không có chống chỉ định với bệnh nhân mang thai. Đấy, thì lợi ích là gì, khi mà mình đóng ống động mạch thì cái áp lực động mạch phổi nó đi về, thì mình hoàn toàn có thể đưa một bệnh nhân từ cái nhóm nguy cơ cực kỳ cao trở về một cái nhóm mà nguy cơ từ nhẹ đến vừa. Thế thì bệnh nhân này chúng tôi cũng đã làm như thế ạ, nên đã được đóng ống động mạch.
Kết quả diễn ra rất là tốt đẹp ạ. Sau khoảng một tuần thì siêu âm lại thì cái đường kính thất trái giảm cách ngoạn mục từ 70 xuống 58mm thủy ngân. Thế là về ống động mạch thì thường có cái sự giảm rất ngoạn mục như thế. Các triệu chứng của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Và cho đến bây giờ thì bệnh nhân vẫn đang theo dõi em. Và chắc là sẽ đẻ trong vòng khoảng 1-2 tháng tới. Thì hy vọng là mẹ tròn con vuông. Cảm ơn sự theo dõi của các anh các chị ạ. Xin thực tế ra thì trong cái buổi talk show hôm nay mình sẽ có hai moderator, nhưng mà cô giáo sư tiến sĩ phó giáo sư Trương Thanh Đinh Thu Hương thì đang có một cái buổi trình bày ở một cái hội trường khác, nên thì tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Duyên thì sẽ cùng với các bạn chia sẻ một số vấn đề. Thực ra thì sau khi nghe bác sĩ Thủy trình bày về cái vấn đề một cái trường hợp ca lâm sàng thì thực sự là không chỉ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và tất cả những người đây cũng thở phào nhẹ nhõm khi mà hiện tại bây giờ bệnh nhân vẫn đang ổn, đúng không ạ? Thì tôi chắc là trong cái hội trường của mình đây chưa, cho xin một hỏi một câu, đấy là đã có bác sĩ nào đã từng gặp những cái bệnh nhân như thế này chưa ạ? Các bạn có thể giơ tay ạ. Có lẽ là rồi, nhưng các bạn chưa muốn thế thì tôi cũng xin nói qua một chút về cái tăng áp động mạch phổi ở phụ nữ có thai để cho các bạn có một cái tưởng tượng rõ hơn trước khi mà mình bắt đầu thảo luận về một cái ca tương đối là cụ thể và tương đối là khó. Thế thì các bạn cũng phải biết rằng là cái tăng áp động mạch phổi, thế thì cái tăng áp động mạch phổi ở phụ nữ có thai thế thì thực ra thì tôi chỉ muốn show một cái hình rất là màu mè, nhưng mà cung cấp rất nhiều thông tin cho các bạn. Thì cái tăng áp mạch phổi bản chất đó là gì? Là nó tăng áp lực động mạch, tăng áp lực ở trong mạch máu phổi, và cái hậu quả đó là gì? Nó dẫn đến tình trạng đấy là suy tim phải, huyết khối và rối loạn nhịp tim. Thế thì cái tình trạng tăng áp động mạch phổi này, bệnh nhân thường sẽ cái biểu hiện triệu chứng là gì? Là phù, là mệt, là khó thở. Và thông thường theo một cái thống kê của Mỹ, người ta thấy rằng là cái bệnh nhân từ thời điểm phát hiện triệu chứng đến thời điểm được chẩn đoán trung bình là khoảng 2,8 năm, và ít ra đến thời điểm đấy họ sẽ biểu hiện 3 triệu chứng trở lên. Và cái tỷ lệ tăng áp động mạch phổi trung bình như thế nào thì một năm có khoảng 200.000 ca nhập viện vì tăng áp động mạch phổi. Và cái thời gian mà sống kỳ vọng của một cái bệnh nhân tăng áp động mạch phổi mà trước đây chưa được điều trị khoảng độ 3 năm thôi. Nhưng mà tuy nhiên từ năm 1995 trở lại đây, khi mà xuất hiện nhiều các cái thuốc điều trị đặc hiệu tăng áp mạch phổi, thì cái thời gian sống kỳ, cái tỷ lệ sống còn trong vòng 5 năm của bệnh nhân với những cái trường hợp mà tăng áp động mạch phổi mà có yếu tố gia đình thì lên 86%, những cái trường hợp mà tăng áp động mạch phổi phát hiện sớm mà lên 86%, và những cái trường hợp mà được chẩn đoán tăng áp động mạch phổi muộn, cái tỷ lệ sống còn là lên được 50%. Như vậy các bạn thấy rằng là cái vai trò của cái thuốc mà điều trị tăng áp động mạch phổi đặc hiệu ra đời rất là quan trọng, nó thay đổi được cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Vậy thì cái tăng áp động mạch phổi ở nữ giới thì khác gì nam giới? Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì là có vẻ nữ giới thiệt thòi hơn, bởi vì là người ta thống kê thấy rằng là cái áp lực động mạch phổi ảnh hưởng đến nữ giới gấp 2 lần so với nam giới. Và đặc biệt là có khoảng 30 đến 56% phụ nữ mang thai có nguy cơ là có tăng áp động mạch phổi, những trường hợp mà đã được chẩn đoán tăng áp động mạch phổi. Đây là một cái sơ đồ tương đối là cho các bạn nhìn một cái tổng thể, đấy là tăng áp phổi là gì, mức độ tần suất nó xuất hiện thế nào và nguy cơ tử vong của nó ra sao. Thế thì quay lại cái trường hợp của bác sĩ, thế thì một cái vấn đề thứ hai tôi muốn nêu ra là làm cái thực trạng hiện tại, cái tình trạng tăng áp phổi ở thế giới cũng như là ở nước ta, trong đấy cụ thể là ở viện tim mạch của chúng tôi như thế nào. Thì đây là một cái thống kê mà cho các bạn nhìn thấy, tưởng tượng một cái bộ mặt của một cái bệnh nhân tăng áp phổi. Thì người ta thấy rằng phần lớn những cái trường hợp mà tăng áp động mạch phổi vào viện với ba cái nhóm nguyên nhân chính, đấy là tăng áp mạch phổi liên quan đến cái bệnh hệ thống, thứ hai là nhóm bệnh tim bẩm sinh, và thứ ba là những trường hợp mà tăng áp động mạch phổi tiên phát. Cái thứ hai đấy là cái mức độ bệnh nhân nặng như thế nào khi mà nhập viện, thì thường thường có 3 mức độ. Trong đấy cái mức độ mà tăng áp phổi nặng thường chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng độ trên 60%. Xin giới thiệu với các bạn tiến sĩ Văn Nguyễn Minh Hùng ạ.
Đây là anh cũng đang làm việc ở Q2 và cũng đang có rất nhiều những kinh nghiệm về điều trị và chẩn đoán bệnh nhân tai mũi phổi, cũng có sẽ tham gia trong cái phần thảo luận của chúng ta. Thế còn một cái nghiên cứu của chúng tôi đang thực hiện 2017 về cái tỷ lệ tim bẩm sinh ở phụ nữ có thai, chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà số lượng trong tổng số khoảng độ 30 bệnh nhân thì có 14 bệnh nhân đã có tăng áp lực mạch phổi. Tất nhiên là cái nguyên nhân chính là do các bệnh lý về tim bẩm sinh, và người ta thấy và cái tỷ lệ tử vong của cái nhóm này cũng rất là cao. Thế thì đây là một cái thống kê sơ bộ về cái bộ mặt của tăng áp động mạch phổi của thế giới cũng như là tại hiện tại của Viện Tim Mạch. Thế thì chúng tôi xin bắt đầu đi về phần thảo luận một cách rõ ràng hơn, mình làm thế nào để mình có thể có một cái mừng tượng tốt hơn về cái bệnh nhân phụ nữ có thai tăng áp động mạch phổi. Thế thì khi một cái bệnh nhân mà có thai, phụ nữ có thai đến với chúng ta thì sẽ có hai tình huống xảy ra. Một là bệnh nhân đã được chẩn đoán tăng áp động mạch phổi từ trước. Hai là bệnh nhân đến với chúng ta rồi mới được chẩn đoán tăng áp động mạch phổi. Như vậy thì cái vấn đề chẩn đoán, tiếp cận chẩn đoán của chúng ta sẽ như thế nào? Thì cái đấy là cái phần mà đầu tiên chúng tôi muốn thảo luận ở đây. Thế thì tôi sẽ phép được ngồi để trao đổi vấn đề này vì có lẽ là hơi dài dòng một chút ạ. Thế thì mình bắt đầu từ cái tình huống mà bệnh nhân đến với chúng ta có thai nhưng mà chưa được chẩn đoán tăng áp động mạch phổi trước đó, mà đến với chúng ta hoàn toàn mới, đúng không ạ? Thế thì cũng rất là xin cái ý kiến trao đổi của anh Như Hùng, vì anh cũng chắc cũng đã gặp nhiều những cái bệnh nhân mà tăng áp phổi rồi, thì anh cũng có thể cho chúng em một số những kinh nghiệm về cái việc mà chẩn đoán một cái bệnh nhân tăng áp động mạch phổi ở có thai mà lần đầu tiên mình gặp như thế nào, không ạ? Tức là lần đầu tiên đến với mình có thai rồi và mình phát hiện ra chẩn đoán tăng áp động mạch phổi, thì tại vì là có rất nhiều bác sĩ cũng rất là muốn là biết cái quy trình chẩn đoán, cái protocol chẩn đoán như thế nào, đúng không ạ? Vâng, xin chào các bạn đồng nghiệp. Tôi giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, hiện đang công tác tại phòng Q2 Viện Tim Mạch. Thì lĩnh vực chính là về tim mạch can thiệp và tim cấu trúc. Thế thì như câu hỏi của phần trình bày của bác sĩ Thủy, bác sĩ Duyên cũng rất là rõ ràng và tường minh, đã cho chúng ta rất nhiều thông tin trong cái vấn đề là chẩn đoán, phân loại và đánh giá nguy cơ của bệnh nhân tăng áp phổi, đặc biệt trong nhóm đối tượng nguy cơ rất rất cao, bệnh nhân có thai, đúng không ạ? Và cây lâm sàng đã cho chúng ta một tình huống lâm sàng cụ thể, và đã bệnh nhân cũng đã được can thiệp qua da bằng cách là bít ống động mạch. Thế thì như câu hỏi của bác sĩ Duyên thì một bệnh nhân có thai tăng áp phổi thì cái hướng chẩn đoán của chúng ta như thế nào? Thì thực tế là ở những bệnh nhân có thai thì một cái vấn đề thách thức đó là gì? Chúng ta không chỉ điều trị cho bà mẹ mà phải chúng ta cũng phải để ý đến ảnh hưởng lên thai nhi và sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là trong 3 tháng đầu. Vì vậy mà những cái chẩn đoán để chẩn đoán chính xác tăng áp phổi bằng các kỹ thuật như là thông tim rất là hạn chế. Mà đấy là điều kiện tiên quyết trong vấn đề chẩn đoán bệnh nhân có tăng áp phổi hay không. Như chúng ta đã biết đấy, tiêu chuẩn chẩn đoán tăng áp phổi là gì? Là áp lực động mạch phổi trung bình là trên 25 mm thủy ngân, sức cản động mạch phổi trên 3 đơn vị út, và áp lực mô mạch phổi bít là dưới 15 mm thủy ngân. Như vậy tất cả các thông số này hoàn toàn dựa vào thông tim. Nhưng mà rõ ràng là bệnh nhân có thai chúng ta không thể tiến hành thông tim. Thông tim mà tăng áp động mạch phổi. Thế thì mong bác sĩ Thủy chia sẻ một số kinh nghiệm trong cái việc mà những khó khăn, những cái gì mà bác sĩ cảm thấy lăn tăn trong quá trình mình cần phải chẩn đoán phân biệt với cái gì. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Duyên ạ. Bởi vì là như các anh chị vẫn chắc em đoán là đây các chị nữ ở đây đều ngồi có thể đã làm về siêu âm tim rồi. Thì thông thường khi mà bệnh nhân mình nghĩ rằng là không cần biết là có tăng áp phổi hay không, nhưng bắt đầu tiên thì thông thường mình sẽ bắt đầu một cái nhát cắt trục dọc cạnh ức. Thì nếu mà cái nhát cắt đầu tiên chúng ta có một cái khái niệm mà wow, sao cái thất phải nó giãn thế. Bình thường cái thất phải, cái nhát đấy nó chỉ độ bằng một nửa hoặc cùng lắm là bằng 1/2, cũng không thể quá được 2/3 cái đường kính của cái thất trái. Thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên thì mình thấy, thế là mình thấy một cái thất phải nó giãn. Thì lúc đấy trong đầu của bác sĩ siêu âm đã định vị ngay là thế tôi phải đi tìm xem là cái nguyên nhân cái thất phải để nó giãn là cái gì. Thế thì có một cái điều nữa là sau đó thì khi mà cái thất phải giãn thì mình bắt đầu nghĩ xem bệnh nhân có tăng áp phổi hay không. Thì cái phép đo thông thường đầu tiên mà các anh chị thường dùng là qua đo pha qua hổ ba lá, xem là từ đấy là mình tính xem là mình cộng thêm 5 hay cộng thêm 10. Nếu mà hở ba lá nhiều, tĩnh mạch chủ dưới nó giãn thì có thể mình cộng thêm 10 với 15 để mình ước tính ra lượng mạch phổi. Nhưng mà câu chuyện của bệnh nhân giãn phổi, bệnh nhân trưởng thành lại không đơn giản như thế. Thế thì khi mà bệnh nhân đã có suy thất phải, chức năng tâm thu thất phải nó giảm,
khi mà bệnh nhân có hở ba lá rất nhiều, có nghĩa là cái van ba lá nó khép mép không kín do cái thất phải nó giãn quá rồi, thì lúc đấy các anh chị không áp dụng được cái phương trình Bernoulli nữa. Thế là nhiều khi bác sĩ can thiệp, đặc biệt là anh Hùng đây có phản ánh lại bác sĩ Sơn là cái em đo kiểu gì, bọn em đo sao nó thấp thế, hoặc là bọn em đo cao thế mà đến lúc anh thông tim nó không như thế. Đấy là có rất nhiều cái yếu tố nhiễu mà nó có thể ảnh hưởng đến áp lực của cái áp lực đồ mạch phổi khi mình ước tính qua phổ hở và ba lá. Thế ở những cái nhóm như thế thì mình lại còn một cái công cụ khác mà tin cậy hơn, đó là thông thường các bệnh nhân có tăng áp phổi thì có thất phải giãn, và đa phần là cái thân và nhánh động mạch phổi nó cũng giãn, thì lúc đấy mình lại thường là ước tính, may mắn mình đo thẳng góc thì mình có thể ước tính được áp lực mạch phổi qua phổ hở van động mạch phổi, thì đây là một cái thông số mà tin cậy hơn rất nhiều. Thì có rất nhiều trường hợp em gặp là chẳng có phổ hở phổi, hở phổi nó nhỏ xíu mà mình không bắt được toàn bộ cái phổ đấy thì cái áp lực đấy mình đo cũng không tin cậy. Thì mình làm tiếp như nào? Thì mình có một cái công cụ, hai cái công cụ khác. Đấy là mình thử bắt một cái phổ liên tục qua van động mạch phổi, xem rằng là cái thời gian tăng tốc qua van động mạch phổi của anh chị đo từ lúc bắt đầu của sóng tâm thu của van mở động mạch phổi cho đến cái đỉnh của cái đỉnh tâm thu của cái sóng đấy, thì cái thời gian đấy nó càng ngắn thì chứng tỏ là cái mức độ tăng áp phổi càng nhiều. Và theo định nghĩa là nếu các anh chị đo cái thời gian tăng tốc qua van động mạch phổi đấy dưới 90 ms, chứng tỏ là mình có tình trạng tăng áp phổi. Đấy, còn một cái phương pháp nữa là gì? Các anh chị cắt một cái ngắt cắt chụp ngắn cạnh ức ở mức ngang thất. Nếu mà cái vách liên thất bình thường nó phải tròn cơ, bởi vì áp lực thất trái bây giờ nó cũng thắng thất phải mà. Thế bây giờ cái áp lực cái vách liên thất đấy nó lại dẹt, thì chứng tỏ áp lực động mạch phổi, áp lực thất phải nó mạnh quá, thì lúc đấy nó mới đẩy lùi được vách liên thất. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà gián tiếp giúp, mặc dù là gián tiếp nhưng thật ra là khá là tin cậy. Nếu như các anh chị kết hợp và tìm được nhiều cái dấu hiệu tăng áp phổi đấy trên một bản siêu âm ở cùng bệnh nhân, thì cái khẳng định tăng áp phổi của mình sẽ ngày càng chính xác hơn và sẽ tương quan tốt hơn với can thiệp. Vâng, như vậy là em xin tóm tắt lại cái thông số mà bác sĩ Thủy đưa ra trong cái vấn đề mà chẩn đoán tăng áp động mạch phổi trên siêu âm. Như vậy là mình sẽ có 3 tiêu chí chính, đúng không ạ? Một là buồng thất phải rất là giãn. Hai là cái áp lực động mạch phổi mình tính qua phổ hở phổi hay là mình tính qua hở phổ ba lá. Và thứ ba là mình tìm dấu hiệu đi xếp trên mặt cắt chụp ngắn qua hai phần buồng thất, đúng không ạ? Đấy là cái ba cái tiêu chí mà mình để mình chẩn đoán trên siêu âm, đúng không ạ? Thế thì có một vấn đề đặt ra rất là khó, kể cả thông tin mà đôi khi phải dựa vào thông tin thì mới chẩn đoán được ra. Đấy là làm sao mình phân biệt được một cái chẩn đoán, tức là một cái hỗn hợp. Bởi vì có rất nhiều những bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhưng lại kèm theo tăng áp tĩnh mạch phổi. Cái đấy rất là khó, bởi vì sao? Bởi vì là không cứ gì một bệnh nhân như bệnh nhân bác sĩ Thủy trình bày, đúng không ạ? Một bệnh nhân mà có đấu động mạch chắc chắn nó có suy tim trái rồi. Khi mà có suy tim trái chắc chắn nó có tăng áp tĩnh mạch phổi. Như vậy là làm sao mình phân biệt được cái tăng áp động mạch phổi đấy nó thật sự hoàn toàn chỉ do tăng áp động mạch phổi do cái ống hậu quả của ống động mạch thôi, hay là nó còn kết hợp với cả cái tăng áp tĩnh mạch phổi. Đấy là một trường hợp. Còn một trường hợp thứ hai, một bệnh nhân mà COPD chẳng hạn, đến với anh chị COPD có thông liên nhĩ, có tăng áp động mạch phổi, thế anh chị khẳng định hoàn toàn cái tăng áp động phổi đấy do thông liên nhĩ hay không, hay là còn do tăng áp tĩnh mạch phổi do cái vấn đề COPD nữa? Thì đấy, cái đấy là một cái mà câu hỏi lâm sàng mà bác sĩ siêu âm rất cần phải để ý. Thì thực ra thì trên cái bảng này em cũng đã sâu một số những cái tiêu chí để chẩn đoán phân biệt, nhưng mà cái đang có vấn đề. Thế thực ra thì khi mà một người làm siêu âm, em nghĩ là cần phải có, ngoài cái tiêu chí rất là đầy đủ và rất là cơ bản, bác sĩ sẽ cần phải có cái nhìn sâu hơn là mình làm sao mình phải phân biệt thêm hơn nữa, là loại trừ hơn nữa là các nguyên nhân gây tăng áp phạch phổi khác. Bởi vì là nếu như mình không phân biệt nó ra thì mình cứ nghĩ rằng đấy là chỉ tăng áp động mạch phổi thôi, mình không điều trị tăng áp tĩnh mạch phổi, mình cứ lựa chọn những thuốc tăng áp động mạch phổi thì chưa chắc đã tốt ạ. Đây là một cái slide. Sẽ lại đây ạ, tiếp đây ạ. Đây là một cái slide mà em thấy rằng là cũng tương đối cho bác sĩ lâm sàng mình có thể sử dụng để mình có thể phân biệt thêm, đấy là tăng áp tĩnh mạch phổi có kèm hay không. Thì cái này thì nó tương đối chuyên sâu về siêu âm tim, thì thực ra thì các bác sĩ siêu âm tim hoàn toàn có thể làm được trong khả năng của mình ạ. Thế thì đấy là một cái vấn đề thứ hai mà em muốn nhắc tới trong cái vấn đề chẩn đoán. Thì mình tiếp theo đến cái phần đề bàn luận tiếp theo.
cái phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân tăng huyết áp phổi đúng không ạ? Thì như là cái phần trình bày của bác sĩ Thủy đưa ra, bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp phổi do bệnh có đống động mạch rồi. Vậy phân tầng nguy cơ của bệnh nhân này mình sẽ dự theo tiêu chí gì? Thì như vừa rồi các anh chị cũng thấy là bác sĩ Thủy đã sử dụng cái thang điểm của WHO. Đấy là cái thang điểm mà rất là rõ để mà chẩn đoán, để đánh giá cái mức độ nguy cơ của tăng áp động mạch phổi ở phụ nữ có thai, là xếp được mức độ 4 đúng không ạ? Với tỷ lệ tử vong lên tận 56% đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn hai thang điểm nữa, đấy là thang điểm đánh giá mức độ nặng của tăng áp động mạch phổi. Thì cái thang điểm này sẽ áp dụng chung cho toàn bộ bệnh nhân, cả tăng áp động mạch phổi có thai hay không có thai. Và thang điểm thứ hai là thang điểm CAPEX. Cái thang điểm này áp dụng cho những cái trường hợp bác sĩ sản khoa thường sử dụng hơn, đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân có thai. Thì em nghĩ rằng khi mà mình sử dụng ba cái thang điểm này để mình đánh giá phân loại tầng nguy cơ cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn đầy đủ hơn là cái tỷ lệ tử vong của thai nhi cũng như là của sản phụ là bao nhiêu phần trăm, để mình có một cái sự giải thích cho bệnh nhân. Thì em sẽ lướt qua cái phần phân tầng nguy cơ, bởi vì đó là những cái tiêu chí tương đối là rõ ràng rồi đúng không ạ? Thế mình sẽ đi đến vấn đề luôn là vấn đề điều trị, bởi vì em nghĩ đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm và trên lâm sàng. Thế như là bác Thủy đã nói rồi, là cái vấn đề điều trị của ca này mình sẽ đặt ra hai vấn đề. Một là điều trị tăng áp động mạch phổi, và vấn đề thứ hai là điều trị căn nguyên của tăng áp động mạch phổi. Thì cái căn nguyên của tăng mạch phổi thì anh Hùng ở đây rất là rõ đúng không ạ? Cái đấy là có chỉ định về mặt lâm sàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi đến bàn đến cái vấn đề đấy là lựa chọn cái thuốc để điều trị tăng áp động mạch phổi ở phụ nữ có thai như thế nào. Thì thực ra cái vấn đề này thì em nghĩ anh Hùng mà anh có thể cho bọn em thêm một số những cái kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng. Thì em cũng lướt qua một chút thôi về những cái nhóm thuốc có thể điều trị tăng áp động mạch phổi để các anh chị cũng tưởng tượng. Thì các anh thấy rằng là như lúc này em đã nói, từ năm 1995 khi mà có sự ra đời của kiến thức điều trị tăng áp phổi đặc hiệu thì nó giúp cải thiện tỷ lệ tử vong rất là nhiều. Và cái việc mà cải thiện tỷ lệ tử vong này nó thông qua cải thiện những tiêu chí như thế này, về cả huyết động đến vận mặt triệu chứng lâm sàng, khả năng gắng sức của bệnh nhân. Và cái con đường mà cái nhóm thuốc mà mình đang dùng trên lâm sàng nó có 3 con đường như thế này. Thế thì cái phụ nữ có thai mình chỉ sử dụng được 2 nhóm thôi, đấy là nhóm mà nitric oxide này, với cả thứ hai là nhóm theo prostaglandin, cái đây là rõ ràng rồi. Còn cái nhóm endothelin này, nhóm đó chống chỉ định bởi vì nó có thể gây ra quái thai. Vì vậy mình có sẽ có 2 cái vũ khí sử dụng trên lâm sàng, đấy là nhóm thuốc prostaglandin và thứ hai là nhóm thuốc NO. Thế thì cái việc mà nghe thì có vẻ đơn giản, với lựa chọn rất là đơn giản, nhưng mà cái việc mà sử dụng như thế nào cho bệnh nhân, mình có nên dùng tích cực quá không, hay là mình điều trị từng bước, cái đấy có phải có kinh nghiệm rất là nhiều. Thì em cũng xin sự chia sẻ của anh Hùng, sau một thời gian mà anh điều trị rất nhiều những cái bệnh nhân, thì anh thấy cái việc lựa chọn sử dụng thuốc tăng áp động mạch phổi đặc hiệu như thế này có gì cần phải lưu ý hay không, và kinh nghiệm của anh thì anh thấy như thế nào là tốt nhất? Vâng, cảm ơn bác sĩ Duyên. Qua cái phân tích tổng quan vừa rồi, thế thì bác sĩ Duyên có hỏi về vấn đề điều trị ở bệnh nhân tăng áp phổi, bệnh nhân có thai. Thì như chúng ta biết thì chúng ta vẫn phải, thứ nhất chúng ta vẫn song song với vấn đề kiểm soát bệnh nhân thì chúng ta phải tìm nguyên nhân. Bởi vì có giải quyết được nguyên nhân thì mới giải quyết được triệt để cái gốc của bệnh. Ví dụ như bệnh nhân ca lâm sàng bác sĩ Thủy là bệnh nhân có ống động mạch, và bệnh nhân này đã được, sau khi được biết ống động mạch thì chức năng thất trái cải thiện, kích thước buồng tim nhỏ lại và áp lực phổi giảm rất là đáng kể, và đã đưa bệnh nhân về ngưỡng an toàn để có thể bệnh nhân tiếp tục quá trình thai kỳ và đợi kỳ sinh con. Song song đó thì rất nhiều bệnh nhân tăng áp phổi mà chúng ta nghĩ rằng không có nguyên nhân, nhưng nếu mà chúng ta hỏi kỹ thì một số bệnh nhân thì có nguyên nhân, chứ không có. Và cụ thể hay gặp nhất là nhóm bệnh nhân bị nhồi máu phổi trong quá trình thai kỳ, là đấy cũng là nhóm khá gặp, trên lâm sàng tôi gặp khá nhiều, và đấy cũng là cái nguyên nhân mà gây ra tăng áp phổi. Và những bệnh nhân này thường là chúng ta cũng phải điều trị đặc hiệu song song đó với việc dùng các thuốc giãn mạch phổi. Và cuối cùng là các nhóm bệnh nhân mà như chúng ta không tìm được nguyên nhân và không có bằng chứng của nhồi máu phổi, không có bằng chứng của tim bẩm sinh, thì chúng ta phải dùng các thuốc. Thì như phân tích của bác sĩ Duyên thì có 3 nhóm thuốc hiện có hiện có ở Việt Nam. Thực ra là 3 thuốc cụ thể, thứ nhất là cái nhóm sildenafil, thứ hai là bosentan, và 3 là Iloprost. Thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta chỉ có 3 thuốc này mà thôi. Và thực tế thực hành lâm sàng chúng tôi cũng chỉ loay hoay với 3 thuốc này trong điều trị, cũng như phối hợp với cả các thuốc như bác sĩ Thủy đã nói đến, như là nhóm chặn canxi, các thuốc cho thở oxy, và một số thuốc bổ sung sắt vân vân. Thế thì tuy nhiên ở bệnh nhân có thai thì cái nhóm thuốc bosentan là chống chỉ định, đặc biệt nếu bệnh nhân này phải giữ thai
tức là thai là phát triển bình thường và bệnh nhân đang giữ thai thì chúng ta không nên dùng bosentan cho bệnh nhân. Và như vậy chúng ta chỉ còn hai nhóm là sildenafil và iloprost. Thế thì ở nhóm bệnh nhân nguy cơ cao và chúng ta phân loại phân tầng nguy cơ cao như này thì bắt buộc chúng tôi phải phối hợp ngay từ đầu. Thông thường thì chúng tôi sẽ phối hợp để kiểm soát tình trạng bệnh người bệnh. Và khi mà phối hợp như vậy thì chúng tôi chỉ có hai loại thuốc trong tay, đó là chúng tôi chuyển iloprost và phối hợp cả uống sildenafil liều điều chỉnh theo huyết động của người bệnh, và cố gắng là kiểm soát người bệnh và đánh giá liên tục tình trạng lâm sàng. Có hai hướng: nếu mà tình trạng lâm sàng tốt lên thì chúng ta duy trì cho đến kể cả khi bệnh nhân chuyển dạ. Còn nếu tình trạng xấu đi thì sao? Xấu đi thì chúng ta sẽ phải đặt ra tình huống là chúng ta sẽ phải xét đình chỉ thai sớm cho người mẹ song song, tại vì ưu tiên số 1 vẫn là người mẹ, sau đó chúng ta mới ưu tiên đến thai. Và đấy là cái hướng lâm sàng mà thông thường chúng tôi hay đi theo hướng đấy. Vâng, thì bác sĩ xin nhờ bác sĩ Thủy có thể chỉ lại một chút về cái kế hoạch điều trị mà sử dụng cái thuốc mà tăng áp động mạch phổi ở bệnh nhân này, bác sĩ đã sử dụng như thế nào và có cái khó khăn gì trong quá trình mà mình sử dụng nó không ạ? Thông thường thì hiện nay thì em có vướng mắc là các anh chị vẫn biết là bệnh nhân táo phổi là bệnh nhân hay gặp có nhóm con tim bẩm sinh hoặc những bệnh nhân mà có mắc bệnh hệ thống thì thuộc cái nhóm 1 ấy, đa phần bệnh nhân rất là nghèo. Các anh chị thường biết là tối thiểu một cái viên sildenafil mà chúng ta có cái biệt dược lâm sàng rất nổi tiếng là Viagra nó đã khoảng 70,000+ một viên rồi. Thế thì cái việc mà nuôi một em bé mang thai như thế rồi điều trị một cái phối hợp thuốc táo áp phổi thì nó cũng rất là đắt chứ không phải không, đấy là một cái khía cạnh kinh tế. Thế còn việc là khi mà bệnh nhân táo phổi cái huyết áp nền của ta vốn nó thấp thì tất tật như kiểu sildenafil là cái chất mà có tác dụng bản chất là prostaglandin, nó sẽ gây giãn mạch, thì các anh chị bệnh nhân rất dễ bị hiệu ứng liều đầu, thì dùng xong một vài liều đầu là bệnh nhân rất là mệt. Và chính vì cái mệt đấy cộng với việc người ta mệt của huyết áp thấp, người ta mệt của khó thai, rất dễ người ta bỏ thuốc. Thế mà đặc biệt ở những cái nhóm này cái thời gian bán hủy của nó rất là ngắn. Thế là bao giờ thì điều trị giống như kiểu điều trị cho trẻ em, cho con mọn ấy, là bọn em sẽ phải bẻ thuốc. Đấy, điều dưỡng sẽ rất là vất vả. Thông thường thì theo khuyến cáo với cái nhóm sildenafil thì T2 nó chỉ khoảng 6 đến 8 tiếng. Thì tối ưu là bệnh nhân phải dùng thuốc 3 lần một ngày. Thì thông thường bọn em bắt đầu bằng là ban đầu bọn em dùng thử đã. Thì một viên sildenafil Viagra thì bọn em bẻ ra làm đôi. Đấy, thử khởi liều cho bệnh nhân và theo dõi sát cái triệu chứng của bệnh nhân xem có mệt hơn, huyết áp có tụt hay không, SPY như nào. Đấy, và men gan có bị ảnh hưởng gì không, bởi vì khi nó hạ huyết áp thì nó gây suy gan thứ phát thì nó có gây ảnh hưởng gì men gan không. Thì mình cứ tăng dần liều. Thế nếu như mà bệnh nhân mà dung nạp tốt thì lúc đấy mình mới bắt đầu tiếp tục duy trì và đạt được cái liều tối đa mà theo khuyến cáo. Thực ra thì cũng khó lắm, thế nào liều tối đa, người Việt Nam với người Tây khác nhau nhiều lắm. Thì cái này thì đúng là theo khuyến cáo thì vẫn nói là tất tật bệnh nhân mà có tăng áp phổi, có thai thì đều phải được chăm sóc một đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa ở các bệnh viện chuyên sâu đặc biệt. Thế nên là để mang tính chất giới thiệu ở đây rằng là cái chiến lược điều trị thuốc của bệnh nhân táo phổi là một cái kỹ năng, là một cái nghệ thuật rất là khó mà mình cần phải có một thời gian thực hành lâu dài mình quen với nó. Thế nếu mà các anh chị có bệnh nhân táo phổi mà đang có thai thì vui lòng chuyển đến viện tim mạch giúp chúng em, và em rất cảm ơn. Đấy là một khuyến cáo rất là dễ thực hiện đúng không ạ? Nhưng mà em cũng xin tóm tắt lại một chút, bởi vì thực ra mình hoàn toàn mình có thể làm được, bởi vì là cái bước mà mình điều trị tăng áp phổi cũng em nghĩ là cũng không quá phức tạp. Với một bệnh nhân mà đến với mình mà bệnh nhân đang được điều trị tăng áp phổi rồi thì cái chuyện mà mình tiếp tục điều trị thuốc như vậy là cái chuyện mà bắt buộc. Còn khi mà bệnh nhân đã có những cái triệu chứng phân tầng nguy cơ nặng lên thì lúc đấy mình có hai lựa chọn thêm, một là iloprost đường khí dung và thứ hai là cái trường hợp mình sử dụng thêm iloprost đường truyền. Đấy là những cái thuốc hiện tại mình đang dùng ở đây. Thì cái này em cũng đưa ra một cái phác đồ trong quá trình mình quản lý cái thuốc quản lý phụ nữ có thai mà mình sử dụng thuốc như thế nào. Thì thông thường người ta khuyến cáo với ví dụ như mình biết trước bệnh nhân là đang tăng áp phổi rồi, đang có thai và có đang tăng áp phổi rồi thì mình phải theo dõi thường quy định kỳ định hàng tháng rồi như bác Thủy đã trình bày, và đến tuần thứ 32 người ta khuyến cáo là bệnh nhân nên vào viện và theo dõi hàng tuần. Và khi mà bệnh nhân vào viện thì lúc đấy mình có thể thực hiện phác đồ phối hợp nếu như phân tầng nguy cơ bệnh nhân là nguy cơ nặng lên, và người ta thấy rằng là cái chuyện mà xem xét thứ nhất đấy là phải tiêm trừ thành phổi cho thai.
Thứ hai, đấy là xem xét cái khả năng phải đình chỉ thai, tức là kết thúc thai kỳ vào tuần thứ 34 đến tuần 36. Đấy là an toàn nhất cho mẹ và cha con. Còn tất nhiên là lý tưởng nhất là tuần thứ 40. Thì em cũng tóm tắt là như vậy. Còn tất nhiên là trong quá trình mình điều trị thì cái quan điểm và cũng như là cái kinh nghiệm điều trị của bọn em là chúng ta không nên dồn dập quá. Tất cả mọi thứ đều phải từ từ và mình phải xem cái sự đáp ứng của bệnh nhân. Và vấn đề thứ hai, cái kết hợp thuốc người ta thấy rằng có hiệu quả hơn khi mà mình nâng lên liều tối đa. Khi giả sử như anh chị sử dụng cái sildenafil chưa đạt liều tối đa, nhưng mình hoàn toàn mình có thể kết hợp với allopurinol đường truyền hoặc là đường khí dung theo một cái con đường tác động khác thì nó hiệu quả hơn là anh chị dùng đến liều tối đa. Thì đấy là một cái sự đó, tóm tắt sơ lược thôi, và em cũng đi lướt qua một số những cái vấn đề mà bác sĩ đã trình bày vì cái việc mà lựa chọn đường sinh thế nào, phương pháp gây mê như thế nào thì bác sĩ có thể cũng đã trình bày và em cũng nói qua, nhưng mà thời gian thì không có cho phép. Như vậy thì em cũng xin tóm tắt một chút về cái vấn đề đây ạ. Ok, xong rồi. Rồi. Đây ạ. Chạy đi. Hết rồi. Em chỉ xin kết luận một cuối cùng. Xin kết luận là cái buổi talk show của chúng em ngày hôm nay bằng một cái đưa ra một cái team hot team. Đây ạ. Một cái sự phối hợp rất nhiều chuyên ngành trong cái phối hợp điều trị cái tăng áp động mạch phổi nói chung, không chỉ và khi mà có thai thì cái sự phối hợp đấy càng lên rất là nhiều, các anh chị thấy ạ, rất là nhiều. Và trong đó cái vai trò của tuyến dưới, vai trò của bệnh viện mà tuyến trên cũng rất là quan trọng, chứ không chỉ là mỗi tuyến trên. Và chúng em xin kết thúc cái phần talk show của chúng em ở đây, hy vọng là đem lại cho tất cả mọi người một số thông tin về cái tăng áp động mạch phổi có thai, và hy vọng chúng ta còn càng có nhiều những cái bệnh nhân mà tăng áp phổi có thai được điều trị hơn nữa, và càng có nhiều em bé được sinh ra mà an toàn hơn nữa. Xin cảm ơn ạ.